Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm bánh khọt rất đơn giản luôn ha. Nguyên liệu chúng ta gồm có 100g đậu xanh không vỏ nè, chúng ta ngâm cho nó nở sau đó chúng ta đem đi nấu. 300ml nước cốt dừa, 200g bột gạo, 50g bột bắp. Và đây là hành lá và 100g tép lột vỏ sẵn đó các bạn. Rồi cho thêm một chút xíu muối nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đổ bột vô trong cái tô nước cốt dừa này. Đổ hai thứ bột vô luôn, với bỏ muối vô. Chúng ta quậy cho nó tan ra. Rồi thêm vào đây 300ml nước dừa dảo nữa nha các bạn. Đậu thì chúng ta đem đi nấu. Nấu thì để nước sắp sắp được rồi bỏ vào một chút xíu muối. Khi nó sôi thì chúng ta trộn đều nó lên ha. Nấu khi nào tới rút hết nước là được rồi đó các bạn. Đừng đổ nước nhiều nó nhão không ngon nha các bạn. Sau khi mình hong cho nó khô rồi thì mình sẽ bắt cái chảo lên mình xào tép. Thì cho dầu vào và tỏi vào phi cho nó vàng. Rồi người ta đổ tép cho chúng ta xào. Xào để cho nó đậm đà thì ta nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê đường nha các bạn. Cho nó mặn mặn ngọt ngọt nó ngon các bạn. Xào cho tép mình nó chín đi rồi chúng ta mới đổ đậu vô chung, chúng ta xào luôn cho nó hòa quyện với nhau, đậu nó cũng hơi mặn mặn ngọt ngọt cho nó ngon các bạn. Xào tới khi nào nó đều với nhau là được rồi đó. Bây giờ bột thì mình lọc qua cái gây ha, cho nó mịn với lại nó có bụi dơ các bạn, nhầm khi nó có đen đen á là phơi bột, nhầm khi cũng có bụi bặm á các bạn. Nè, thấy không, đen đen nè, có nè, thấy không đó. Rồi mình lượt qua đi, gì bỏ đi. Rồi chuẩn bị cái lò nặng mình nướng ấy, mình đổ hành thì chúng ta đổ vô trong bột nè. Chuẩn bị dầu, cái này hành nó dính văng qua đây. Rồi cái mình mới là tha cái khuôn cho nó nóng. Rồi cái mình mới là đổ bột vô. Mình đổ hơi lưng lưng thôi, đừng đổ đầy quá. Tại khi mình để nhân vô nó sẽ đầy lên các bạn. Rồi mình đậy nắp lại chút xíu đi, mình không bỏ nhân vô. Bỏ nhân nhiều nhiều nó ngon các bạn. Rồi sau đó chúng ta mở nắp ra, chúng ta coi nó chín chưa. Rồi lúc này mấy cái chín giữa thì nó chín nè, các bạn sẽ lập úp nó xuống. Tại vì trên mặt này nó chưa có chín đâu, mình phải lập úp nó xuống nó mới chín. Sau khi bánh mình chín thì mình vít nó ra, rồi mình tha dầu tiếp, mình đổ tiếp ha. Cái này mình thấy bỏ đổ bột vô xong bỏ nhân vô liền cũng được các bạn. Các bạn muốn nhân nổi lên trên thì khỏi bỏ nhân liền. Còn này mình bỏ vô liền cũng được nè. Nó đổ nhiều thì nó vẫn thấy nhân bình thường các bạn. Rồi cứ việc đổ tới hết đi ha. Đó. Rất đơn giản luôn thấy không? Hồi xưa thì cái khuôn nó bằng đất, bây giờ nó bằng khuôn chống dính đó các bạn. Nhà mình cái gì cũng có sẵn hết trơn. Muốn xài gì là có à. Bây giờ là cái bánh của mình sau khi đổ xong nè, các bạn nhìn thấy cũng hấp dẫn quá ha. Cái mùi nó béo lắm các bạn. Rồi nước cốt dừa nó thơm mà béo nữa. Rồi ăn thì rất là ngon nha các bạn. Nó béo béo nè, mặn mặn ngọt ngọt nè. Ăn là rất là bắt luôn. Cái này mình chấm nước mắm là ăn ngon nhất nách luôn các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.